Rồi xin kính chào quý anh em quý bà con. Thì cũng lâu rồi mình không có làm tiếp, vô mình bận rộn cái cửa hàng thuốc thú y với thức ăn quá trời luôn, nên mình set up lại, mình đang dưới đang chuyển cái địa điểm nên cũng bận quá không có làm clip được. Chứ dạo này không có đi chạy nữa nên không có quay nhiều clip. Thì hôm nay giới thiệu với quý anh em quý bà con một cái sản phẩm của Rội Mi là Supermid 2.0. Cái này tiền thân của nó là Supermid của Rội Mi, là cái màu hồng á. Giờ nó ra cái bản mới là 2.0 nè, sử dụng được cho heo, gà, vịt, bò luôn luôn ha. Thì cái này sản phẩm này chỗ nếu mà bán lẻ, chỗ mấy đại lý bán lẻ ra qua ra người ta bán từ 80 tới 100 ngàn đó. Mà đây mình ai mà mua qua kênh mình, như là coi kênh của mình rồi mua qua kênh mình đó giờ là thì mình để giá sỉ cho anh quý anh em luôn nha. Thì giá rất là rẻ thôi, giá sỉ rất là rẻ, rẻ bất ngờ luôn á. Thì anh em nào muốn mua sản phẩm này, muốn xài sản phẩm này hoặc là xài tất cả các sản phẩm của công ty Rội Mi thì mình phân phối nha, mình phân phối cái nhãn này. Thì tất cả công ty Rội Mi thì cứ liên hệ với mình đặt hàng. Đó, chạy lớn thì nếu mà đặt số lượng càng lớn thì giá càng tốt. Đó, sỉ là từ một thùng 10 kg nha. Nên rất là rẻ thôi, cái này thì không tới, nếu mà bán sỉ một thùng mình bán không tới 70 ngàn đâu đó, không tới 70 ngàn nữa, thì giá rất là mềm luôn cho quý anh em về, sử dụng nha. Thì cứ quý anh em cứ nếu mà ưng thì cứ xài sản phẩm này. Nói chung là sản phẩm này là của công ty tập đoàn Cargill á, thì ngày xưa nó còn là của, nó chưa bán qua Cargill, chưa tiếp quản thì nó chất lượng nó không không ngon lắm, nhưng mà từ ngày Cargill tiếp quản nó đẩy nâng cao chất lượng cái chỉ số với lại cái tiêu chuẩn của Mỹ nên sản phẩm này hiện nay rất là ok nha, xài cũng ok, giá mềm mà xài cũng ok là được. Ngoài ra mình còn có thêm cái sản phẩm này, điện giải nè, điện giải mua rồi đây nè. Anh em mà nuôi thủy sản cứ xài cũng được nha, anh em mà nuôi thủy sản thì có sản phẩm thủy sản luôn, cứ đặt hàng mình đem về. À, cái Supermid này với điện giải này nó có loại bao xá 25 kg nha, thì bao xá thì nó rẻ hơn cái túi 1 kg này là 10%. À, ví dụ cái túi này mình bán 1 kg, một một thùng 10 kg là mình 65 ngàn, thì cái bao xá thì 25 kg thì nó rẻ hơn 10%, có nghĩa là 1 kg là nó tầm chưa tới 60 ngàn nha. À, thì quý anh em quý bà con này có sử dụng mấy cái sản phẩm của Rồi Mi cứ đặt hàng mình sẽ để cho giá rất là tốt luôn, tức là các cái trang trại lớn nha. Rồi xin cảm ơn quý anh em quý bà con nha.